Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của Đài Phát Thanh và Truyền hình Đắk Lắk thứ 6 ngày 15 tháng 9 năm 2023. Trong bản tin, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý sau. Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Cư Kuin. Bệnh tay chân miệng lây lan nhanh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Thoát nghèo nhờ vốn vay ưu đãi. Tổng thống Nga nhận lời mời thăm Triều Tiên. Lạm phát tại Argentina lên mức cao nhất kể từ năm 1991. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2023 của tỉnh Đắk Lắk, gọi tắt là đoàn kiểm tra 611, vừa tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính tại huyện Chư Kuin. Đoàn đã làm việc với hai xã Chư E Vy, Ea Nin và Ủy ban Nhân dân huyện Chư Kuin kiểm tra tình hình thực tế kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ cải cách hành chính, đối chiếu các hồ sơ tài liệu tại các phòng ban chuyên môn và hai xã. Chỉ rõ những nội dung thực hiện chưa đạt yêu cầu để công chức các xã phòng ban nắm bắt khắc phục. Kết quả cho thấy từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 14 tháng 9 năm 2023, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Chư Kuin đã có những chuyển biến tích cực. Công tác chỉ đạo điều hành được tăng cường, các nhiệm vụ của Ủy ban Nhân dân tỉnh giao về công tác cải cách hành chính được triển khai thực hiện đầy đủ. Việc kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính theo đúng nội dung trình tự thủ tục quy định. Về lĩnh vực xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính quyền số, huyện đã ban hành kế hoạch chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2023. 100% chứng thư số được cấp cho lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện, cấp xã và các phòng ban. Đoàn kiểm tra 611 của tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Chư Kuin tiếp tục chỉ đạo các phòng ban, Ủy ban Nhân dân các xã phát huy kết quả đạt được. Đồng thời có các giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế một cách hiệu quả, bên cạnh đó nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp, thu hút đầu tư. Huyện ủy Krông Bách vừa tổ chức hội thi dân vận khéo năm 2023 nhằm hướng tới kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng 15 tháng 10 năm 1930, 15 tháng 10 năm 2023. Hội thi là dịp nhân rộng tôn vinh những mô hình điển hình dân vận khéo tiêu biểu trong đời sống xã hội, tuyên truyền, lan tỏa những cách làm hay trong phong trào thi đua nhằm cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng trở thành hiện thực đời sống. Tham dự hội thi có 16 đội với 112 thí sinh đến từ các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Các đội đã trải qua 3 phần thi gồm chào hỏi kiến thức và trả lời tình huống tiểu phẩm. Với hình thức sân khấu hóa, trong phần thi chào hỏi các đội thi tự giới thiệu về tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị các thành viên trong đội của mình qua hình thức thơ ca, hò vè. Phần thi kiến thức gồm các câu hỏi trắc nghiệm về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, đồng thời vận dụng các kiến thức này vào xử lý tình huống dân vận mà ban tổ chức đặt ra. Phần thi tiểu phẩm, các đội tự chọn xây dựng và xử lý một tình huống dân vận xảy ra trong thực tế đã được xử lý, giải quyết ở địa phương, cơ quan, đơn vị hoặc tình huống giả định. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba cho các đội có thành tích xuất sắc. Huyện ủy Ea Súp vừa tổ chức hội thi dân vận khéo năm 2023. Tham dự hội thi có 14 đội với 98 thí sinh đến từ các xã thị trấn, khối cơ quan huyện và lực lượng vũ trang huyện. Các đội trải qua 3 phần thi với nội dung về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận. Các nội dung liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo, về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, dân vận của chính quyền, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và chủ trương lớn triển khai tại địa phương, đơn vị. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải cho các đội đạt thành tích cao. Huyện ủy Buôn Đôn vừa tổ chức hội thi dân vận khéo năm 2023. Tham dự hội thi có 17 đội với 170 thí sinh đến từ các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc huyện ủy Buôn Đôn. Các đội tham gia đều có sự chuẩn bị chu đáo, đầu tư kỹ lưỡng, đặc biệt trong phần thi tiểu phẩm được các đội xây dựng từ kinh nghiệm thực tiễn công tác dân vận, tranh chấp đất đai, mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ người dân, công tác giải tỏa, đền bù trong thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, nông thôn mới. Thông qua hội thi dân vận khéo nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận. Người làm công tác dân vận học hỏi, trau dồi nâng cao kinh nghiệm công tác. Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi huyện M'Drắk vừa tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà vệ sinh tại xã Trực Grá, huyện M'Drắk. Công trình nhà vệ sinh có diện tích sử dụng 25 m2, tổng kinh phí xây dựng trên 114 triệu đồng do Trung tâm Kumi Hàn Quốc tài trợ. Điểm trường thôn 7, trường mẫu giáo Hoa Sim, xã Chư Cờ Ró, huyện M'Drắk được thành lập năm 2011, cách trung tâm xã trên 12 km, với 100% trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn thiếu thốn, bên cạnh đó đời sống bà con ở đây còn khó khăn, nên nhà trường không thể huy động phụ huynh đóng góp hỗ trợ thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục. Năm học 2023-2024, điểm trường thôn 7 có 3 lớp học với 117 trẻ. Tuy nhiên, điểm trường chỉ có 2 lớp học, vì vậy một lớp phải học nhờ tại hội trường cũ của thôn. Thời điểm tự trường, tình hình dịch tay chân miệng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục gia tăng và diễn biến phức tạp. Tính đến nay, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận trên 1.200 trường hợp bệnh nhi mắc tay chân miệng với 21 ổ dịch, trong đó có 3 trường hợp tử vong. Đáng chú ý, một số địa phương có số ca mắc cao như thành phố Buôn Ma Thuột, các huyện Lắc, Krông Bách, Chư Mờ Ga, Ea H'leo. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, số ca mắc tay chân miệng trên địa bàn có chiều hướng gia tăng, đặc biệt thời điểm tháng 8 và trong mùa tựu trường. Trung tâm đã tham mưu Sở Y tế có văn bản đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với ngành y tế trong công tác truyền thông, điều tra, giám sát và thực hiện vệ sinh tại các lớp học. Ngay khi phát hiện ca bệnh mới, các đơn vị tiến hành điều tra, khoanh vùng, khử khuẩn tại gia đình và trường học, tăng cường tuyên truyền cho phụ huynh, học sinh, giáo viên về vệ sinh trường lớp, nâng cao hơn nữa ý thức chủ động trong việc phòng tránh bệnh tay chân miệng để bảo vệ sức khỏe cho trẻ. Tính đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 90 hộ thuộc 65 thôn buôn của 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, với tổng số lợn mắc bệnh chết và tiêu hủy là 1.000 con. Trước tình hình đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản yêu cầu các sở ngành liên quan và địa phương tăng cường công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thành lập các đoàn công tác trực tiếp đôn đốc và hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh, xử lý dứt điểm triệt để ổ dịch, áp dụng nghiêm ngặt các giải pháp vệ sinh sát trùng bằng hóa chất, vôi bột để tiêu diệt mầm bệnh tại ổ dịch, nơi xử lý chôn lợn, địa bàn nguy cơ cao, dụng cụ phương tiện vận chuyển lợn bệnh và người tham gia xử lý ổ dịch. Đồng thời chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn và cơ quan chuyên môn theo dõi chặt chẽ dịch bệnh trên đàn lợn, nhất là tại các khu vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, kịp thời xử lý dứt điểm ngay khi phát hiện lợn mắc bệnh, xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo dịch bệnh, bán chạy, giết mổ, vứt xác lợn bệnh, nghi mắc bệnh ra môi trường, dẫn đến dịch bệnh lây lan. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn bố trí đầy đủ các nguồn lực để tổ chức có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phòng chống dịch bệnh đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, phối hợp với chính quyền địa phương kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn để tái đàn, nuôi thương phẩm lợn đến cơ sở giết mổ nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh tái phát lây lan. Thưa quý vị và các bạn, Ea Súp là huyện biên giới của tỉnh Đắk Lắk có điều kiện khí hậu đất đai khá khắc nghiệt. Phát huy vai trò tuổi cao gương sáng, những năm qua hội viên người cao tuổi trên địa bàn huyện đã nỗ lực thi đua phát triển kinh tế, từ đó đã có nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, tăng thu nhập và tạo việc làm cho lao động địa phương. Tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông Nguyễn Văn Minh bị thương với tỷ lệ thương tật 32%. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, thương binh tàn nhưng không phế, gần 35 năm xây dựng kinh tế với muôn vàn khó khăn, đến nay vợ chồng ông Minh đã có gần 10 hecta cao su kết hợp với trồng cây ăn trái, đem lại lợi nhuận 200 đến 300 triệu đồng mỗi năm. Không chỉ làm kinh tế giỏi, với vai trò trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng hội cựu chiến binh, ông Minh còn hỗ trợ bà con thôn phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Bản thân tôi hiện nay là tuổi cũng gần 70 rồi, thì nói chung là năm nay là 69 tuổi rồi, nhưng mà tham gia công tác địa phương là tôi là hiện tại là tham gia là thứ nhất là trưởng ban công tác mặt trận thôn 13, hai là hội trưởng hội cựu chiến binh và hội trưởng hội người cao tuổi của thôn 13 xã Lê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Thế nói chung cuộc sống kinh tế gia đình tôi đến giờ nói chung ổn định, con cái là đủ đầy đủ. Thế là tôi cũng là cố gắng là phấn đấu làm sao là giữ gìn coi một sức khỏe tốt, hoàn thành cái nhiệm vụ, đồng thời là nêu cao cái tấm gương người cao tuổi, gương mẫu trong mọi việc. Hội người cao tuổi huyện Ea Súp hiện có gần 4.900 hội viên, trong đó có hơn 2.000 người cao tuổi đang trực tiếp lao động sản xuất. Hội đã tuyên truyền hội viên người cao tuổi còn đủ sức khỏe trực tiếp tham gia sản xuất cũng như hướng dẫn con cháu về kỹ thuật, kinh nghiệm phát triển kinh tế. các cấp hội đã tham mưu đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền phối hợp với các cấp các ngành hỗ trợ tạo điều kiện cho người cao tuổi tiếp cận các nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất. Hiện toàn huyện có khoảng 30 người cao tuổi có mức thu nhập từ 200 triệu đồng trở lên. Chung quy là mình không phun thuốc mấy, cho nên của nhà tôi là được cái là nó có như kiểu là nó có tiếng này. Người ta cứ ra này thấy ổi của nhà cái là người ta đắt rẻ, người ta không quan trọng gì đến giá cả, nhưng mà của mình nó là sạch đấy. Mà thực tế là vào người ta tham quan là thạch, không có phun thuốc sâu, thuốc sậy gì. Mà chủ yếu quan trọng là cứ phải buộc cái này, chứ cái quả mà mình có phun thuốc đi chăng nữa mà đến khi mà mình không buộc đấy thì rồi cũng bị ruồi vàng nó dí hỏng hết luôn này. Cho nên là cái hiệu quả là nói chung là mình làm là ổi sạch vậy cho nó có tiếng là nó suốt đi là nó rất dễ. Trong những năm qua bằng nhiều cái mô hình về chăn nuôi, về sản xuất trồng trọt thì cũng có một số hội viên làm ăn tương đối khá giả, có thu nhập từ 200 đến 300 triệu đồng. Đây là một cái cố gắng rất lớn của người cao tuổi. Vậy hiện nay là ở cái vùng này á, trước đây là huyện kinh tế mới cũng đã được 45 năm. Nhưng mà do cái đặc thù là huyện nông nghiệp, do đó mà nói về việc về làm giàu là cũng tương đối khó. Tuy nhiên là nhiều hội viên cũng có nhiều cái năng động, sáng tạo, phát huy cái vai trò của người cao tuổi. Do đó mà nhiều hội đã vươn lên, thoát nghèo và làm giàu trên mảnh đất này. Với suy nghĩ còn sức khỏe, còn cống hiến, cán bộ hội viên hội người cao tuổi trên địa bàn huyện Ea Súp đã là những tấm gương tiêu biểu trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế của địa phương phát triển. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, từ nguồn vốn của Quỹ Hỗ Trợ Nông Dân, nhiều hội viên nông dân ở huyện Cư Kuin đã vươn lên thoát nghèo. Gia đình bà Lê Thị Bích ở thôn 14 xã Ea Nin trước kia là hộ nghèo, kinh tế khó khăn, dù có đất sản xuất nhưng không có vốn đầu tư nên hiệu quả kinh tế không cao. Năm 2021, với 50 triệu đồng được vay từ Quỹ Hỗ Trợ Nông Dân, gia đình bà đã đầu tư mua phân bón, cải tạo vườn tạp, dựng chuồng trại nuôi heo. Nhờ đó, đến năm 2022, gia đình bà đã thu được trên 200 triệu đồng. Bà Bích tiếp tục thuê 3 hectare mặt nước để nuôi cá và mua máy xay xác, trồng cây ăn quả và nuôi heo. Trước đây các em cũng có rồi nhưng mà nói chung là cũng chưa đáp ứng được như nhu cầu của ý của mình để mà mua con giống hoặc là cho nó nhiều hoặc là mua bao cám bao việc thì trước đây thì em không có, nhưng mà nhờ năm nay là bên nông dân hỗ trợ cho vay được vốn thì các em mới làm được chăn được nhiều. Gia đình anh Nguyễn Văn Thuận có 1 hectare đất sản xuất. Năm 2022, nhờ nguồn vốn vay của Quỹ Hỗ Trợ Nông Dân, gia đình anh đầu tư cải tạo vườn cây, trồng tiêu sen trong vườn cà phê. Nhờ đó, năng suất tăng lên đáng kể. Anh Thuận dự kiến năm nay thu được trên 300 triệu đồng. Sau khi được bên hội nông dân của thôn và của xã đã tạo điều kiện và hỗ trợ vốn cho bà con trong hội thì cũng có vốn để chăm sóc, nào là phân cho, rồi nguồn nước tưới, ống tưới, rồi mọi mặt để bà con có điều kiện để chăm sóc cây hồ tiêu. Hội nông dân huyện để tiếp tục nhân rộng các cái mô hình, cái tổ hợp tác chăn nuôi, trồng trọt, đặc biệt trong lĩnh vực chăn nuôi hiện nay thì có các cái mô hình nuôi cá thịt thương phẩm, rồi là nuôi heo nái. Heo nái giống hiện nay giống heo nái cũng heo con cũng là có được tăng cao. Chính vậy là cái mô hình chăn nuôi trồng trọt ở tại cái huyện Cư Kuin hiện nay thì được nhờ cái nguồn Quỹ Hỗ Trợ Nông Dân. Nhờ nguồn vốn Quỹ Hỗ Trợ Nông Dân cùng với những định hướng sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả đã giúp hội viên nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu chính đáng.